phép được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các bác đam mê bẫy chim đêm trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là show bên em lại làm một cái video ngắn để giới thiệu cho các bác những cái bộ sản phẩm bẫy chim đêm thì em đang cung cấp ở ngoài thị trường. Và cái video này ấy, em sẽ chia sẻ cho các bác là cái cách đấu nguồn từ ắc quy ra âm ly, từ âm ly ra loa phóng đấy, và check kèn các bác nhé. Đấy, thì các bác nào mà có nhu cầu mà mua cái bộ bẫy chim đêm này đấy, hãy liên hệ trực tiếp qua hai cái số điện thoại mà em để ở dưới tiêu đề. Các bác cứ gọi, bên em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho các bác. Nhà em thì ship hàng toàn quốc, giao hàng đến tận nhà. Các bác được kiểm tra hàng đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm như video em giới thiệu thì các bác mới phải thanh toán các bác nhé. Đấy, ngoài ra thì các bác không phải cọc cạch 1.000 nào cả này. Các bác mua hàng, đặt hàng, giao hàng đến tận nhà, các bác mở ra kiểm tra, test thử ok đấy, chất lượng ok, âm thanh ok thì các bác cũng phải thanh toán. Còn nếu mà các bác không thấy ok, các bác có quyền trả lại nhà em và không mất 1.000 nào các bác nhé. Đấy, nhà em thì bán hàng rất là uy tín rồi. Và bây giờ là em sẽ giới thiệu qua về những cái bộ sản phẩm. Thì nhà em cung cấp tất cả các dòng bẫy chim, kể cả như bẫy chim ngày, bẫy chim đêm này, nhà em đều cung cấp. Và đây là cái bộ sản phẩm để bẫy chim đêm các bác này, thì gồm có check kèn này đấy, và âm ly này. Âm ly thì có âm ly 263, 253 và âm ly son 288. Thì cái video này em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về cái âm ly 263 các bác nhé. Mà hàng loa phóng này, hàng lưới bẫy chim đêm này đấy, hàng loa phóng thì nhà em có loại Việt Lang đấy, từ 10 đến 30W, và cái hàng Indo thì có 10W và 15W các bác nhé. Đấy, hàng lưới chim đêm thì có lưới từ 5 phân đến 7 phân đấy, lưới 5 phân đến 7 phân đấy, tất cả các sản phẩm đây. Thì bây giờ là em sẽ giới thiệu về cái âm ly 263 này. Âm ly này thì sử dụng rất là đơn giản thôi. Đây, vài các đầu lối em sẽ quay ngược lại giới thiệu chi tiết cho các bác cùng tham khảo và cách đấu luôn. Thì đây, để em chỉnh cái máy quay cho nó sát lại gần một chút thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác. Đấy, đây là về cái phần âm ly các bác nhé. Cái âm ly thì đây là tất cả các nút này là đấu ra đây, một cái bên này là đấu ra loa phóng các bác nhé, và một cái bên này là đấu ra check kèn này đấy, một cái đấu ra check kèn nhé, và một cái đấu ra loa phóng ở những cái lưới này. Còn về đây là một cái nguồn để cắm ra ắc quy, hoặc là các bác có thể là sử dụng chạy điện lưới thì các bác đây có cái nguồn đấu sẵn ra các bác để chạy điện lưới, nhưng mà thường thường đi đánh thì các bác chạy bằng ắc quy. Còn ở điện lưới này thì chỉ sử dụng cho các bác là đi hát karaoke đấy, có thể là cắm mic ở trên này đấy, vẫn hát được. Và tất cả các núm điều chỉnh thì ở đằng sau này nó có một cái công tắc các bác nhé, có một cái công tắc này thì các bác nếu mà đấy tắt mở đây đấy, tắt mở đây. Còn về đường trước này thì một cái núm to là điều chỉnh âm lượng này đấy, điều chỉnh check, điều chỉnh bass. Đây là cái điều nút điều chỉnh mic các bác nhé. Đấy, các bác có thể là cắm mic vào đây hát karaoke vẫn bình thường. Và đây là một cái chân cắm đầu lọc thẻ và chân cắm USB này. Các bác chạy thẻ nhớ thì cái này dòng này thì chạy thẻ nhớ to, các bác chạy ở bên dưới này. Còn không thì khi mua hàng ấy, nhà em đã tặng cho các bác một cái đầu lọc thẻ này rồi thì các bác có thể là chạy thẻ nhớ nhỏ đây, giống như nhà em lắp vào đây thì chạy thẻ nhớ nhỏ. Đấy là về cái sản phẩm âm ly và cách đấu của nó. Đấy, cách đấu thì các bác cùng tham khảo. Nếu mà các bác nào mà muốn giới thiệu chi tiết nữa đấy, thì các bác hãy ấn đăng ký kênh thì theo dõi em ở những video trước thì em cũng đã từng giới thiệu là rất là chi tiết rồi. Hoặc là các bác có thể là kết bạn Zalo và hai cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề thì bên em sẽ tư vấn cho. Đấy, cách lắp thì các bác gọi video bên em sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách lắp. Đấy, nếu mà bác nào mà chưa biết cách lắp nhá, còn bác nào biết cách lắp rồi thì em không làm nói nữa. Đấy là về cái phần âm ly này. Đấy, phần âm ly thì khi các bác mua âm ly thì nhà em sẽ tặng cho các bác một cái dây nguồn. Đấy, một cái dây nguồn để các bác đấu ra ắc quy nhá. Đấy, đây này em đã đấu ra ắc quy rồi thì cái dây nguồn này đấu ra ắc quy này. Còn một cái đầu lọc thẻ này thì các bác sẽ cắm vào chân USB để các bác sử dụng cái thẻ nhỏ, thẻ nhớ nhỏ này. Đấy là về sản phẩm về âm ly. Còn về cái sản phẩm loa phóng, đây là hàng Indo các bác nhá. Đấy, hàng Indo thì hàng này là hàng 15W. Đấy, còn nhà em cung cấp cả hàng 10W nữa. Đấy là về phần loa phóng này. Thì loa phóng này thì các bác đấu ở dây nguồn này thì em cũng vừa giới thiệu rồi. Đây, một cái nút đỏ này là đấu vào cực dương, còn nút đen là đấu vào cực âm các bác nhá. Đấy, đã phân cho các bác này. Đây là dây đen này là cực âm, cực dương này. Còn dây trắng là cực âm. Đấy,
Còn và phần check kèn, nhà em cung cấp cả check kèn đây các bác nhé. Đây là cái đủ bộ để các bác đi đánh chim đêm. Và lưới, lưới bẫy chim đêm thì nhà em có từ 5 phân đến 7 phân. Đấy thì ở đây các bác cùng quan sát này. Đấy, nhà em đã ghi chi tiết ở đây rồi. Lưới này thì gồm 3 cọc này và 4 túi. Đấy, hàng thì có hàng 50m và hàng 100m các bác nhé. Đấy, có cả lưới đen và lưới màu trắng. Đấy là tùy cho các bác chọn. Đấy, lưới màu đen và lưới màu trắng. À, đấy, hàng có hàng thì từ 100m đến hàng 50m. Đấy, hai loại như thế. Còn ắc quy thì các bác về các bác tự có thể, đây là ắc quy xe máy nhé, thì các bác có thể là về lấy ắc quy xe máy hoặc là các bác mua ắc quy ở những cái tiệm mà người ta bán hàng điện tử ấy. Còn nhà em không dám cung cấp cái hàng ắc quy này, tại vì là hàng này hàng dễ cháy nổ đấy, người ta không gửi được bưu điện. Còn nếu mà gửi được bưu điện thì nhà em cũng cung cấp, nhưng mà cái hàng này người ta không cho gửi bưu điện thì em không cung cấp cái ắc quy này. Đấy là về cái những cái sản phẩm bẫy chim đêm. Và bây giờ em sẽ test thử cho các bác. Đấy, như đầu video em cũng đã test thử một đoạn rồi đấy. Bây giờ em test thử cho các bác này. Đấy, các bác điều chỉnh cái lúng to nhỏ đây. Đấy, to nhỏ các bác muốn cho nhỏ thì điều chỉnh ở cái lúng này nhé. Còn đây là cái lúc qua bài này. Đấy, qua bài này, quay lại bài này. Đấy, em sẽ qua bài cho các bác cùng tham khảo rồi. Đấy, như vậy là qua bài nhé. Như vậy là ok rồi các bác. Thì các bác nào mà có nhu cầu ấy, các bác cứ liên hệ trực tiếp. Còn bây giờ là một cái video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.